Tiếp đến câu thứ hai ạ. Câu này là của bạn Mai Hà gửi cho chương trình như sau. Mình đeo kính cận nhiều hay bị mỏi mắt, vậy thì có cách nào để giảm thiểu không? Chương trình giải đáp giúp điều chỉnh thị lực tự nhiên có thể khắc phục chứng cận thị hoặc là giữ cho nó không bị nặng hơn không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thế thì với những trường hợp bệnh nhân bị mỏi mắt, thì mỏi mắt có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là mỏi mắt có thể là do nhìn gần quá lâu, tức là với những cái mắt chính thị. Chính thị là những cái mắt mà thị lực không đeo kính cũng nhìn được 10/10, hoặc những cái mắt có tật khúc xạ và chỉ kính lên được 10/10. Thì những cái mắt đó khi mà nhìn xa thì ánh sáng sẽ hội tụ đúng trên võng mạc, do đó nên là mắt sẽ nhìn thị lực tốt. Tuy nhiên khi mà nhìn gần ấy, thì ánh sáng đó sẽ kéo ra đằng sau võng mạc và giống một cái mắt viễn thị. Và khi mà nhìn gần ấy, cái thủy tinh thể nó sẽ cần phải điều tiết khi mà nhìn gần. Do đó nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân những các bạn có cái khoảng thời gian nhìn gần quá lâu sẽ dẫn đến là cái thủy tinh thể nó phải điều tiết liên tục, do đó gây nên cái hiện tượng đó là mỏi mắt. Vì vậy nên nếu trong trường hợp mà mình tham gia học những cái làm việc hoặc là học tập ở cái khoảng thời gian nhìn gần quá lâu, mình cũng nên áp dụng cái quy tắc 20-20-20, tức là cứ 20 phút mà mình nhìn gần làm việc thì hãy để cho mắt phóng tầm mắt ra xa khoảng 20 giây ở khoảng 20 feet x 16 mét để mắt có thể luôn luôn được nghỉ ngơi, để tránh cái trường hợp là mắt quá mỏi dẫn đến là gây đến hiện tượng như là nhức mắt, đau đầu. Trường hợp thứ hai có thể là do đeo kính không đúng số. Cái trường hợp đeo kính quá số cũng gây ra tình trạng mỏi mắt, bởi vì với những mắt chính thị ấy, khi mà nhìn gần ấy, cái thủy tinh thể nó đã phải điều tiết làm việc rất là nhiều rồi. Đặc biệt là những cái mắt mà quá số thì cái thủy tinh thể nó làm việc cật lực và nhiều hơn nữa, do đó là tình trạng mỏi mắt sẽ gặp rất là nhiều ở những cái bệnh nhân mà đeo kính quá số. Vì vậy nên là những cái bệnh nhân có tật khúc xạ nên đến những cơ sở chuyên khoa mắt uy tín để chúng ta khi mà đo đạc có thể tránh những trường hợp là đeo kính quá số. Bởi vì là rất là nhiều bệnh nhân khi mà đến với bệnh viện chúng tôi gặp thì có rất là nhiều bệnh nhân đeo kính sai số, thậm chí là sai rất là nhiều viễn thị nhưng mà lại đeo kính cận thị, do là khi mà đo đạc ấy, mình không kiểm soát được cái điều tiết của bệnh nhân thì có thể gây ra cái tình trạng là cho bệnh nhân đeo kính sai số, đặc biệt là đeo kính quá số rất là nhiều thì sẽ gây ra cái tình trạng mỏi mắt của bệnh nhân. Nên là bệnh nhân khi mà có phát hiện ra mình có những cái tình trạng như là mắt mờ này thì nên đến cơ sở chuyên khoa mắt uy tín để có thể được kiểm tra chuyên sâu và kỹ lưỡng để có thể đeo kính đúng số nhất. Cảm ơn câu trả lời rất chi tiết của chị ạ.